Mời bạn nam. Rồi, thôi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu mình đi nè. Dạ, em tên là Nguyễn Trần Kim Ái. Năm nay là 30 tuổi. Nhà em thì ở thành phố Hồ Chí Minh và em đang làm việc trong phòng tài chính kế toán tại Bà Rịa Vũng Tàu. Mỗi ngày đi đi về về hả em? Tại vì bên em có xe đưa đón hàng ngày á chị. Mời bạn trai. Dạ, chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường và bạn gái bên kia ha. Rồi, chào bạn. Em tên Trần Hương Bình, năm nay 39 tuổi, đang làm công việc về sáng tạo và kinh doanh. Sáng tạo là sao Bình? Em chế những cái sản phẩm mới. Em có một sản phẩm bán ra thị trường luôn rồi, là một bộ ghế với bàn đa năng cho anh nằm, anh ngồi, nhưng mà nó xếp lại như cái vali à. Bạn gái, bạn hãy nói cho bạn trai biết mình có những ưu khuyết điểm như thế nào. Dạ, em khá là có trách nhiệm, quan tâm đến gia đình. Còn khuyết điểm? Em sợ rắn chị. Rắn thì ai mà không sợ, có gì nữa không? Dạ, em hơi bị cầu toàn. Cầu toàn thì cũng tốt chứ, nhưng mà đôi khi nó cũng cầu toàn quá mức. Dạ, cũng gây trở ngại đúng không? Thực ra nói về ưu điểm hay khuyết điểm á, nó không quan trọng. Cái mà em cần suy nghĩ rất là, thứ nhất phải biết lắng nghe, thứ hai là biết sửa chữa. Không, nói sửa chữa không đúng, là biết thay đổi thôi, chứ chắc là sai, nhưng mà mình thay đổi cho hợp với cái môi trường mình cần. Đúng rồi. Và thứ ba là đừng có để bụng. Nhiều khi người ta nói mình để bụng, mình chưa sửa được gì hết đó mà mình đã lo mà mình chửi người ta rồi, không để được bụng, mình ghét ta. Đúng rồi, ghét người ta thôi. Bởi vậy nên chỉ cần ba quan điểm đó, và đời sống gia đình cần ba quan điểm đó luôn. Đúng. Em có cái tật xấu gì không? Thật ra các tật xấu em thường em biến nó thành cái cơ hội. Ví dụ ngày xưa em là người rất nóng tính. Mỗi lần nóng tính nó có một cái khí nâng đồ đan điền nó lên người mình thấy rõ luôn. Và em nhờ cái đó em kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Lúc đó em đi ra ngoài, cái bà vé số mình để xe trước của bà, bà ngồi bà chửi mình. Mình nhìn bà nói, ủa sao bà này cái miệng bà chửi mình dễ thương thế. Ha, hay, cái này hay. Đó. Cái này rất hay. Anh nghĩ anh sẽ thử làm cái điều này. Thử xem ai chửi mình cứ nói trời dễ thương quá. Như vậy mình yên tâm rồi. Và mình biết được sử dụng cái nóng tính của mình để làm một cái thế mạnh. Thế mạnh cũng rất là dạ. Hay, nhưng đừng hại gì người khác cả. Đúng rồi. Ô, bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào hết anh Quyền Linh ơi. Ồ, không lẽ trong suốt khoảng thời gian từ trưởng thành đến bây giờ không có rung động trước một anh chàng nào sao? Dạ có, em xem truyền hình á, trai đẹp nhiều lắm thì cũng có thích. Thấy người ta hôn nhau trong phim, em có trong người em có khó chịu không? Dạ cũng có. Cũng có. Vậy là mình chưa có nụ hôn đầu đời nào hết đúng không? Dạ. Em cảm giác thế nào khi mà cô gái đó 30 tuổi mà chưa được một lần hôn, một lần nắm tay, chứ mối tình nào hết? Vậy thì giờ có muốn chưa đã? Bây giờ muốn chưa? Đó, dạ, anh hỏi. Muốn rồi thì em mới ở đây. Thật sự em cũng bị trường hợp đó, là không có sự muốn, em bị đam mê cuốn. Tức em lo cái khát vọng, cái đam mê của dạ, mình nhiều thôi. Khi em có nhiều cơ hội rồi, cuối cùng mấy cô đó cũng đi lấy chồng hết rồi, vẫn chưa thấy. Nhưng mà mình có một mối tình nào mà sâu đậm chưa? Cái mối tình đó nó cũng hơi lãng xẹt. Có nghĩa là cái cô đó thực ra mình không thấy đẹp chỗ nào hết. Mà cái anh bạn trong nhóm á, nó cố nó đẹp. Thế là trong lần đi chơi mình nói, người ta nói đẹp thì mình cua thử. Thế là cua thành công. Thì hai đứa đi chơi một thời gian em thấy đẹp thiệt. Có nghĩa rằng là bản thân mình hấp dẫn người đó bởi vì rằng mình có thời gian và mình yêu thương người đó, mình thấy đẹp. Chứ không phải cần người đó đẹp thật sự. Rồi thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ bạn gái, bạn muốn tìm cái mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào vậy? Thưa anh Quyền Linh, là chỉ cần cao từ 1m65 trở lên, có trách nhiệm, biết quan tâm đến gia đình, cầu tiến và có lập trường ạ. Dạ anh đủ á. Thấy đủ đó, bây giờ đủ. Có đủ cái nào khó không em? Có gì khó nói luôn đi, anh biết cách thay đổi mà. Nói luôn đi, em không thích cái gì người đàn ông. Dạ, nói luôn. Em không thích thì hơi nhiều một chút xíu nha anh. Không thích hút thuốc. Anh từ trước giờ không hút thuốc. Hay thử quá. Mà không được. Vậy hay quá. Cái thứ hai á là em không thích nhậu nhẹt nhiều. Anh hoàn toàn không thích các cuộc nhậu. Anh thích là người thuộc về đời sống gia đình. Vậy thì quá tốt vậy anh. Em không thích người gia trưởng. Gia trưởng với các cháu anh á, anh nói một câu phải nghe, nhưng anh cho phép quyền tranh luận và anh cũng ít sử dụng quyền nói một tiếng nghe. Thì trong đời sống gia đình anh hy vọng là mình biết lắng nghe nhau. Em cũng đồng ý với anh. Cho em nói thêm cái thứ tư là không lăng nhăng ạ. Nếu mà anh lăng nhăng anh có vợ lâu em. Nếu anh đang vợ lâu. Không, nhiều khi anh lăng nhăng nhưng mà anh vẫn chưa muốn có vợ. Anh có lăng nhăng nhưng mà lăng nó riêng, nhăng nó riêng. Nhưng mà em đam mê công việc quá, bây giờ em có thời gian để chăm sóc cho bạn gái không? Trong cái giai đoạn này là giai đoạn chốt của em đang kêu gọi vốn. Tại vì em có hai công việc, một công việc phụ, một công việc chính.
Thì chỉ cần em gọi vốn xong là công việc chính em chạy thì thời gian em khá nhiều. Công việc phụ và công việc chính là gì ạ? Thực ra anh phải giới thiệu một cái là ngày xưa anh làm bên công ty đấu giá. Dạ. Bên đó thì thu nhập cũng rất là cao. Rồi xong rồi tự nhiên Tết năm ngoái mất 20 triệu. Em tức quá, em nói tại sao mình để mất 20 triệu. Thế là em quyết định là mình phải làm một công việc phụ để lấy lại 20 triệu đó. Chứ không phải là mình cần tiền mà phạt mình thôi. Thế là em đăng ký chạy Grab. Chạy Grab đúng 2 tháng lấy được 20 triệu lại. Trời ơi, chạy Grab gì mà 2 tháng được 200 triệu. 200 triệu thôi, tôi ngồi bên kia tôi nghe chạy Grab mà 200 triệu. Em nghĩ là sắp xếp công việc của em bao lâu thì em sẽ tiến tới được với bên nhà gái? Trong năm sau thôi. Thiên thời thì là nhưng mà em có đủ hết rồi. Lấy nhau về thì mình sẽ sinh sống ở đâu? Hiện nay là em có nhà của ba mẹ ở ngay quận 3 đó. Nhưng mà thực sự ra em không muốn ở đó. Khi lập gia đình, khi có tài chính tốt, em sẽ thuê một căn hộ cao cấp. Em có một cái tư duy rằng không mua nhà. Tại vì cái tiền mình đầu tư á, nó lợi hơn nhiều là so với mua nhà. Tại sao mình uổng tiền vào đó? Mình thuê một căn hộ khoảng 10-15 triệu. Còn bao nhiêu vốn thì mình mở những cái dạng đầu tư là nhuận cao hơn nhiều. Đó cũng là một cách suy nghĩ. Nhiều khi phụ nữ người ta lại thích là phải có cái nhà cái đã rồi mình mới yên tâm. Nhưng mà nhiều khi đàn ông người ta kinh doanh, người ta muốn mạo hiểm, muốn phát triển thì cũng được. Đó tùy hai bạn trao đổi với nhau thôi. Bạn trai, bạn muốn mẫu người lý tưởng như thế nào? Em có bốn cái giai đoạn đưa ra để chọn một cô gái. Thứ nhất, nhìn cái vẻ ngoài á, em thấy thương. Thương vẻ ngoài nó có ba phần là. Thứ nhất á, là cái khuôn mặt, cái hình dáng làm người ta thấy thương thì cái đó ai cũng dễ nhìn rồi. Thứ hai là thần thái, cái thần thái còn quan trọng hơn cả bề ngoài nữa. Và thứ ba là tướng số. Tướng số ngày xưa em có học qua mà giờ em coi quá rồi cuối cùng không chọn ai luôn. Tại vì em nhìn thấy ai cũng xấu tướng. Thì cuối cùng em buộc bỏ hết hoàn toàn suy nghĩ. Có thể lập gia đình xong em sẽ mở sách ra em coi lại. Mà em nhìn ai em cũng thấy người ta xấu tướng hết trơn hả? Bởi vậy em mới phải bỏ cái coi tướng đi á. Bỏ cái đó bỏ đi rồi ha, để coi cái thần thái sao. Ồ, chào thần gái. Thái của em á. Bây giờ em đánh giá thế nào về chàng trai bên đây? Dạ, em thấy anh á, suy nghĩ cũng khá là giống em. Nhưng mà không biết là anh có hơi khó không? Thực ra anh không phải người khó tính. Đã nói là người đơn giản, có nghĩa cái gì đơn giản là anh thích nhất à. Vấn đề là do cái thần thái hai bên gặp nhau thôi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Bạn gái đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ dì với lại anh họ. Rồi, chào cô. Dạ, chào cô ạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn Nam và quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Thị Sửu, mẹ của bạn gái. Tôi nhận thấy là bạn trai có vẻ hơi khó tính. Thì không biết là sau này như thế nào. Thì giờ trước mắt là mong là hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tôi xin hết. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với em gái của em. Rồi, chào em. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái. Như hồi nãy nghe bác mẹ của chị có nói là anh Bình khó tính á, thì cho mình được làm luật sư của anh trai mình một xíu. Từ nhỏ lớn mình biết cái chia sẻ của ảnh là ảnh không có che giật hay che đậy. Nếu tôi có xấu thì tôi cũng show ra để xem coi là bạn có chấp nhận được không. Và anh không nhậu, không hút thuốc lá là thật sự 100%. Cuộc đời của anh Bình nó rất là thú vị, bởi vì ảnh là người dám đi trên con đường mà mình lựa chọn. Cái đó là cái lúc nào mình cũng rất là phục ảnh. Anh Bình là người rất là cầu thị. Tức là ngày hôm nay anh có thể có khuyết điểm, nhưng mà anh lắng nghe. Có thể là lúc anh lắng nghe anh bực mình, anh cãi hoặc là anh không có hài lòng. Nhưng sau đó anh suy nghĩ lại. Và càng lúc mình càng thấy anh có một cái bước tiến trong cái cuộc đời cá nhân hoặc là trong cái công việc của anh. Chị thì là làm về tài chính kế toán. Còn anh Bình thì có thể coi là một cái dạng start-up. Nó rất là nhiều cái thách thức. Bản thân mình cũng đã làm, mình biết cái công việc tỉnh kế toán nó ổn định và đôi khi nó đòi hỏi cái độ chính xác, cẩn thận, tỉ mỉ rất cao. Và nó cũng hơi tẻ nhạt. Cái đó là cái điểm khác giữa anh Bình với lại chị. Nhưng mà mình nghĩ á, khi mà hai người đến với nhau, cho nhau cơ hội á, thì nó sẽ rất thú vị. Vì hai bức tranh khác nhau ghép lại, cuộc sống mình nó sẽ đa dạng hơn. Dạ, em rồi, cảm ơn em. Mình sẽ hay có quá. Lực sư quá giỏi. Nếu như có cơ hội thì Bình sẽ là một cái con người phát triển rất là tốt. Anh tin rằng là hai bạn gặp nhau sẽ tạo ra nhiều cái màu sắc, nhiều cái cảm xúc rất là thú vị ha. Chúc may mắn. Thật ra ăn thua cũng là tùy cảm xúc của mình thôi. Để anh giới thiệu về mình qua một món quà. Anh tặng em một cục đá. Đây là một hòn đá tự nhiên thôi, lượm ngoài sông, ngoài suối, ngoài biển đầy hết. Nó đơn giản như anh. Và nó cứng rắn và nó chắc chắn. Nó sẽ là một điểm tựa cho em rất là tốt. Nó có những đường vân nữa, bạn nhìn rõ. Đó là chuyện của tự nhiên. Chuyện của anh là đưa nó một cái nút nhấn. Nhấn vào và em sẽ nhận được hương yêu thương. Em thấy hương này hợp với em không?
Dạ, cũng khá là dễ chịu. Em cảm ơn anh. Cái này chắc tặng anh chứ gì, dạ, cầm đúng về rồi. Tặng cái này em tặng anh. Cảm ơn em. Lần đầu tiên gặp bạn gái thì em cảm nhận như thế nào về người đối diện? Em cảm nhận về thần thái nhiều hơn. Gương mặt á, nó tươi, nó thể hiện một cái sự thoải mái của cuộc sống. Nhưng mà ánh mắt còn hơi yếu. Thật ra những người mắt nhỏ đó là một điểm yếu. Ê, anh cũng mắt nhỏ, em mắt nhỏ. Có thể là bị cận á anh. À. Dạ, em thấy anh cũng có một số điểm tương đồng với em. Anh có một cái quan điểm về gia đình. Thứ nhất là mâu thuẫn để phát triển. Em nghĩ vậy không? Cũng mâu thuẫn thả để phát triển. Đừng có sợ mâu thuẫn. Cứ nói ra những gì mà mình thấy sai mình cứ nói. Cuộc sống mình sẽ thay đổi dần mà mình phát triển. Và thứ hai đó, hành động phải hơn tâm một chút xíu. Ví dụ anh thương ba anh lắm, ba anh ở bên Đức. Yeah. Anh tiễn ba anh ra phi trường, anh đưa ba anh ra tận xe taxi, không đi chung. Thì đó là yêu thương vừa đủ hành động bằng với tâm. Nhưng hành động hơn tâm là gì? Nếu anh chịu khó anh đứng lại, anh nhìn cái xe taxi rời khỏi tầm mắt, đó là hơn tâm. Sau này nó sẽ hơn nữa anh lên taxi đi với ba anh ra phi trường, hơn nữa anh dám vô phi trường. Còn nếu anh không làm thêm hành động để hơn tâm thì không bao giờ tình yêu anh nâng lên được hết. Bây giờ chị nghĩ như nè, trò chuyện hoài cũng không hết nữa. Đúng rồi. Thay đổi không khí, em hát tặng anh ấy một bài hát đi. Rồi chúng ta quyết định có bấm nút hay không. Over and over I whisper your name. Over and over I kiss you again. I see the light of love in your eyes. Love is forever, no more goodbye. Quá hay luôn á. Quá hay. Mình muốn về anh đánh đàn cho em hát. Anh Bình ở đây á, một con người về trong tình yêu á, thì nó chưa được đạt. Nhưng mà để một con người phân tích công việc làm ăn á thì anh Bình hơi bị giỏi. Hai người dựa vào nhau thì anh nghĩ cái sự phát triển của Bình rất là ok ha, làm ăn kinh tế tất cả mọi thứ rất là tốt. Như về tình yêu thì hãy để em lo, anh nghĩ là như vậy. Bấm vì trái tim của mình, chuẩn bị, hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm cả. Em xin lỗi, tại vì em cảm thấy là em chưa có hợp với anh cho lắm. Còn em trai, thực ra em bấm nhưng mà bấm chậm hay sao á. Đó cũng là cái duyên thưa quý vị. Có bấm nhưng nó cũng không cháy đèn. Biết đâu có những người đang xem chương trình sẽ bấm nút cho anh, sẽ bấm nút cho em. Chúc hai người sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Dạ, em cảm ơn chị. Xin giới thiệu mình là Khang, năm nay là 38 tuổi. Anh nói lớn giùm em nha, bên dưới họ hơi ồn. Mình 38 tuổi, hiện tại là đang có công việc kinh doanh riêng. Kinh doanh mảng gì anh ha? Anh chuyên làm bên cái mảng. Ủa? Okay, yeah. Ủa? Ôi, wow. Trời ơi, cảm ơn anh. Lớn nghe. Ủa mà. Ủa mà cô nói cái này anh chuẩn bị dữ. Ủa anh, cái này em mở này, cái này anh chuẩn bị ý tưởng, đây là ghi hình đúng không? Nhưng mà giữ lại tặng cho bạn gái được mà. Cái này anh giữ lại đi. Nè, nó mang ý nghĩa. Không phải. Mai mốt á. Giữ xài đi. Không phải. Không phải. Không phải. Mai mốt thay em tặng bạn này sau. Còn cái này là cái quà hôm nay mình tưởng mình đi quay, mình đã chuẩn bị cho bạn gái rồi. Anh để nó đi, rồi cái bữa sau anh ghi hình có cái nói anh mua cái này 8 tháng rồi nó mới được ghi hình nè. Tại vì hoa mang về nó héo thì tặng thôi thì ok, nhưng mà cái này á không giữ, cái này là y nguyên, làm sao nhớ, em kêu đi ghi hình. Kéo cái khẩu trang là cho em nhớ mặt, là sao anh mua quà khác anh thay thế. Cái này là để dành khi nào đi quay mà tặng bạn gái, nói là mình đã chuẩn bị rất là lâu rồi để mình tặng cho bạn gái. Tại vì hôm nay anh chuẩn bị với tư thế là anh đi anh quay. Không, anh cứ giữ đó đi. Cứ giữ đi nha, rồi chuẩn bị có lịch ghi hình tụi em báo là cầm nguyên cái đó. Không không, đừng ngại đâu, có lo gì hết á nha. Nên là anh cứ mang về cái này là quà tặng bạn gái nha. Nhưng mà giữ đó đi, có ý nghĩa. Đừng tặng ai nha, để tặng bạn gái trong chương trình nha. Sợ ra ngoài ổng tặng dưới nữa là rồi để đây tôi hút. Rồi em Khang, rồi tiếp anh đang làm trong lĩnh vực trang trí nhà cửa, làm nội thất á. Trang trí nhà cửa đúng không? Rồi trang trí, nhưng mà có thiết kế không em? Có thiết kế làm tất thiết cả. Thiết kế nội thất thôi hay là thiết kế ấy luôn? Như cái này nè. Thiết kế bối cảnh các thứ luôn. Thì đúng rồi. Ủa mình làm ở đâu anh? Anh ở thành phố Phan Rang, Ninh Thuận. À, làm ở Ninh Thuận luôn. Mới vào Ninh Thuận vào đây luôn, Ninh Thuận vào luôn. Mới vào lúc sáng. Mới vào buổi sáng, xong xíu ra casting xong anh đi về. À, có thể kết hợp với kết hợp công việc luôn. Đi tìm đối tác luôn. À, xong rồi có thể tối mai phải.
Rồi, ok, mình chia sẻ bản thân giùm em xíu ha. Điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của mình đi anh ơi. Điểm mạnh ha. Thực ra thì anh là người rất là thân thiện với mọi người, không có giữ cái khoảng cách dù cái vị trí, địa vị của họ như thế nào. Anh công nhận là mình rất là thân thiện. Rồi có cái nhược điểm là không có giấu được cái cảm xúc của mình. Lúc buồn, lúc vui thường cũng hay nói, chia sẻ với mọi người rất là nhiều. Rồi trong công việc thì khi đã thích và quan tâm với cái sở thích công việc gì đó thì rất là kiên định theo đuổi cái mục tiêu đó. Chính vì cái theo đuổi mục tiêu nhiều quá thì nó mất cái sự thăng bằng trong cuộc sống. Cứ lao vào công việc nhiều thì chuyện yêu đương thì đôi khi nó lại gạt sang một bên. Tức là điểm mạnh thì cũng là điểm yếu. À, đúng rồi. Tập trung cho công việc nhiều quá, nhưng bây giờ mới nghĩ đến chuyện đi tìm bạn gái. À, đúng rồi. Rồi còn điểm yếu tật xấu của anh thì sao ạ? Dễ bộc lộ cảm xúc là sao ạ? Tức là không giấu được. Thường những người thành công họ sẽ giữ riêng cho mình một cái thế giới riêng nào đó, một cái bí mật riêng. Nhưng mà đối với anh thì anh cũng thường chia sẻ nhiều mà mình anh show hết ra, đúng không? Có thể nó không giữ được những cái bí mật riêng đó. Tức là bản thân anh là không có bí mật gì hết. Cũng có nhưng mà thường là chia sẻ nhiều. Tức là có những một vài cái bí mật gọi là mình không muốn chia sẻ. Không muốn chia sẻ và không chia sẻ được. Rồi, biết hát này, thể thao này, dành hát một đoạn đi ạ. Việt Nam trên đường chúng ta đi, nghe gió thoảng đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời, nghe ấm lòng những khi đàn dồn bước, mà khi nào ta chẳng nói nên lời. Dặm đường xa ta đi giữa mùa xuân, ta đi giữa tình yêu của đàn, tiếng bát hồ vạn vòng mãi trong tim. Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài, đường ta về trong ánh nắng ban mai. Việt Nam, Việt Nam, qua từng bước gian nan lớn lên rồi đẹp những mùa xuân. Ta đi qua phố qua làn, ngọn đèn san rụp lòng ta đó. Lời mẹ nói âm lại đẹp sao, làn em vui dịu dít mai trường. Ta đi đường dập bóng hàn sương, đất bom đào đa lên màu cỏ mới. Nhưng ánh mắt đêm đêm trong đời, chiến trường xa dồn dập những chiến công. Miền Nam ơi, miền Nam ơi, ơi những dòng sông soi bóng rửa xanh, những ngọn núi khuất mây mở xa tăm, ta sẽ đến nơi nào còn rằng ta chưa về khi tổ quốc truyền. Việt Nam, Việt Nam, nghe từng tiếng vang vang. Gặp bạn gái mà hát nhạc cách mạng. Anh cũng có thể hát được những bài kia nhưng mà thường thì không có nhớ lời lắm. Sao chuẩn bị một bài hát về tình yêu cho bạn gái cho nó ngọt ngào nha. Bây giờ anh chia sẻ coi sao mà mình không rồi. Có bạn gái mà mình phải tham gia chương trình. Thực ra thì cũng có mấy mối tình cũng yêu đương nhưng mà cái vấn đề hình như là mình không có nắm bắt được tại những cái thời điểm đó. Có thể mình sao nhãn vào công việc hoặc là mình không có chăm chút cho những cái mối quan hệ đó. Rồi khi thời gian bản nó qua đi thì tập trung vào công việc quá, tự nhiên nó mất cái thăng bằng như thế nào đó.
thì mình nghĩ đến lúc đây thì cũng đã phải dừng lại và thay đổi cái trật tự ưu tiên trong cuộc sống lại xíu. Nhưng mà anh, trong này anh đã trải qua tới 5 mối tình rồi, thì những cái mối tình này của anh nó là như thế nào? Thì tình yêu lúc thời sinh viên, rồi tình yêu trong đồng nghiệp, rồi tình yêu đối với những người mà mình gặp trong mối công việc hàng ngày. Công việc. À. Là khách hàng, đối tác. Dạ đúng rồi. Có khách hàng không? À có. Có khách hàng, có đối tác. Nhưng mà nó chỉ là dừng lại ở mức độ gọi là chưa sâu sắc thôi. Không, sâu sắc thì hầu như cũng sâu sắc. Nhưng mà chính vì mình không có cái thời điểm không cân bằng, mình không có quyết được giữa tình cảm với lại công việc. Đúng rồi. Anh vẫn có một cái sự chính. Nhưng mà mối tình của anh nó kéo dài được bao lâu? 2 năm, 3 năm, 4 năm. Thế cũng dài đấy chứ. Từ sinh viên mà cách đây cũng cả hơn 20 năm rồi nhỉ. Cả đó. Đó, từ đó là cứ mỗi một mối tình là cứ 2 năm là cũng dành cả thanh xuân để yêu rồi mà chưa tìm được cô nào để gọi là đi với mình một cái đoạn đường dài đấy. Có thể cũng lý do là do mình chưa quyết đón chẳng hạn, hoặc có lý do là tại cái thời điểm đó cái người yêu của mình cũng chưa đến được với mình vì cái điều kiện khách quan. Tức là chưa đúng thời điểm. Dạ đúng rồi. Thì đúng người mà chưa đúng thời điểm. Chưa đúng thời điểm. Anh tự kinh doanh này lâu chưa? Anh mở chủ doanh nghiệp lâu chưa? Anh làm được 10 năm rồi. 10 năm. Mà trước giờ là anh cũng làm ở ngoài Ninh Thuận thôi. Trước khi mở doanh nghiệp thì anh đã cũng làm bên ngân hàng, bên tài chính đó. Là ở trong này hay là ngoài đó? Lúc trước thì về ngoài đó làm xong lại điều vào trong này, trong hội sở trong này làm. Làm thời gian xong về là cũng nghỉ hẳn luôn để làm cái công việc kinh doanh riêng đó. Mới tới bây giờ. Rồi. Mình thích mẫu bạn gái như thế nào? Bạn gái như thế nào? Sống Minh Hằng này. Thì Minh Hằng là cái mẫu hồi đó anh cũng xem cái phim này cũng khóc, cũng Quảng Dương cũng khóc, đúng rồi. Vai mà cá tính kiểu tóc tém nữa hả? Đúng không? Quảng Dương là tóc tém. Quảng Dương Minh khóc là cô ấy mà ta. Minh Hằng. Thanh Hằng à? Thanh, có thể cái tên nhầm. Tăng Thanh Hà. Tăng Thanh Hà. Còn Minh Hằng là không phải. Còn Minh Hằng cũng muốn khóc. Tăng Thanh Hà. Cô tóc ngắn đó đúng không? Đúng, đúng rồi. Cô Trúc bán sách gì đó. Cô Trúc. Không biết. Cô Thanh Trúc luôn ạ. À. Cho nên tôi nhớ cái cô đó là Tăng Thanh Hà. Vâng, Tăng Thanh Hà. Thanh Trúc cũng tóc ngắn luôn ạ. À. Cũng là nhớ cái sách là nhà bớt luôn ạ. Rồi, bây giờ nè anh mô tả kỹ cho em là ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán nữa. Cái quan trọng của anh là anh đang ở Ninh Thuận đó, thì cô đó ở đâu nè? Thì quan điểm của anh là vẫn muốn tìm một cái người gần về địa lý, vẫn thích hơn. Nếu được chọn thì chọn cái người gần hơn. Rồi về cái tuổi tác thì chắc cũng 30 đổ lại thôi. Rồi về tính cách thì có cái sự đồng cảm, san sẻ. Vì đã yêu một người theo của anh thì cũng nhiều mối tình rồi thì không có thể cái vẻ bề ngoài chớp nhoáng được, mà nó là một cái sự sâu sắc, cái sự san sẻ, cái sự san sẻ hiểu biết á, thì mới có thể san sẻ đồng hành được. Và cái quan điểm của anh là nó phải là người đồng hành. Đồng hành thì nó phải có cái sự san sẻ, có cái sự thấu hiểu, thấu cảm. Nhưng mà đương nhiên là hai người phải có một cái khoảng thời gian để trải qua cùng với nhau thì mới san sẻ được, chứ ngay ban đầu là khó lắm. Dạ đúng rồi. Cho nên đấy là người ta mới hỏi nói là lý do tại sao hôn nhân phải qua 6 tháng rồi 5 năm bắt đầu là nó mới có cái sự đồng hành với nhau, còn ban đầu là mọi người vẫn phải có cái sự gọi là cân bằng về mặt ngoại hình với nhau nữa chứ. Cân bằng đó là những cái dấu ấn ban đầu, cái thiện cảm ban đầu, khi cái đó là điều kiện cần đó. Tức là điều kiện phải... cần bây giờ ví dụ như về mẫu bạn gái bây giờ không được như Tăng Thanh Hà thì sao này? Tăng Thanh Hà là ở đây anh nói về cái tính cách, cái mối quan hệ. Ý là người ta hình mẫu mong muốn. Mong muốn. Còn cái đó là về anh đang nói đang nói về cái nội tâm. Tăng Thanh Hà cũng được, tăng thì giảm. Cái cách sống
cô ấy rất là gần gũi, vươn lên rồi và đó. Cái sự sáng sẻ yêu tính, thương đó, tính cách của nhân vật Trúc ở trong rồi, đó. Đúng rồi. Rồi. À. Đấy thì em bảo. Đó về tính cách thôi. Anh đã nói dẫn chứng nhân vật đó về tính cách thôi. Chứ còn về ngoại hình thì vẫn muốn thích một cái người phụ nữ đầy đặn, khỏe mạnh. Khỏe mạnh về thể chất. Dễ nhìn. Rồi ngoại hình, chiều cao rồi tuổi tác rồi các thứ thì sao em? Chiều cao thì cỡ 1m55 trở lên được rồi. Tuổi tác thì cỡ 30. Tầm đổ lại. Anh có coi tuổi không, kỵ tuổi gì không? Anh thấy thì tại ví dụ như nhiều nhân viên của anh cũng ví dụ như thân tí thình nhưng mà cuối cùng cũng chả hợp gì hết á. Đấy là nhân viên đó. Anh không thể nói so sánh với cô. Ví dụ trong mối quan hệ công việc vậy, cũng nói là tam hợp đó thì sẽ thuận lợi trong công việc, nhưng mà có thấy là có những em cũng thân tí thình nhưng mà anh là tuổi tí.